Bà sư phụ, con cảm ơn sư phụ chỉ dạy pháp môn quan âm. Thì con cũng có cái trải nghiệm mà ngủ á. Là sư phụ là trong tất cả các tâm linh mà tiến hóa trong vũ trụ này á, thì sư phụ là tâm linh mà đi trước xa cả tất cả các tâm linh khác cả tỷ năm. Sư phụ mới phát minh ra được hay là tìm được cái pháp môn quan âm. Và sư phụ chính là cái dòng âm lưu á, để phóng ngược trở lại, để độ chúng sanh, tạo dựng ra rất là nhiều cái thế giới tâm linh để các những người tu theo pháp môn quan âm được học hỏi tùy theo cái sự phát triển, mà giống như là rất là tinh vi, ai học cái trình độ nào thì được đến cái thế giới tâm linh nó học từng các pháp môn, từng các khoa học kỹ thuật và thay đổi tâm tính của mình rất là chính xác. Nhưng mà riêng ở trái đất này á, thì tất cả phát triển lộn xộn, ai muốn làm sao làm. Nhưng mà những người đã theo pháp môn quán âm thì được theo một hệ thống khác, và bên cạnh có một số vị giáo chủ khác đi theo các pháp môn khác, thì họ đi theo pháp môn đó nhưng mà không có nhanh giống như pháp môn này, giống như là đi bước 7 dặm rất là lẹ, rất là lẹ. Sư phụ dùng chính sư phụ để giúp đỡ chúng sanh. Và sư phụ trở lại cái thế giới này rất là nhiều lần, và các cái thế giới tâm linh khác, sư phụ giống như là người chỉ đạo hết tất cả, làm việc hết tất cả rất là nhiều. Sao anh biết nhiều chuyện bí trong mật thần... của CIA vậy? Cảm ơn sư phụ. Rồi thiền có thể nghiệm đó hả? Dạ con thiền ngủ á sư phụ. Ngủ thấy, thiền ngủ thấy. Ok. Ok. Đừng có nói ra cho mọi người biết nha không? Hai đứa mình biết thôi nha không? Ok. Nói là tao không tin mất công nữa. Không phải là sư phụ phát minh ra cái pháp môn quán âm, nhưng mà sư phụ biết cái pháp môn quán âm này. Cái pháp môn quán âm này nó có từ nguyên thủy á, từ cái lúc khai thiên lập địa đó. Nó sẽ có hoài. Nó chỉ là một, không phải là một pháp môn, nhưng mà một cái con đường mà của vũ trụ vậy, cái quy luật của vũ trụ. Nếu mà mình muốn trở về với nguyên thủy, trở về với cái bản tính chân thật của mình á, với cái thiên đàng hoặc là cái Phật tính của mình, thì theo cái định luật này cũng như là một khoa học rất là chính xác, cũng như 2 với 2 là 4 vậy đó, không có thể làm khác hơn vậy thôi. Nếu người nào biết được 2 với 2 là 4 là 2 với 2 là 4. Bây giờ mình nói cách khác, mình biện luận cách nào cũng 2 2 là 4 à, đại khái nó vậy đó. Thì trong vũ trụ nó có những cái định luật mà chính xác như vậy đó. Người nào tìm biết được đó, discover chứ không phải là phát minh, tìm tòi biết được, thì mình theo cái đó thì dĩ nhiên cái kết quả nó rất là chính xác. Thì dĩ nhiên trong cái vũ trụ này có rất nhiều phương pháp để làm việc. Thì có phương pháp nhanh, có phương pháp chậm, thì có phương pháp rất là siêu việt. Thì cái phương pháp quán âm là siêu việt vậy. Sư phụ biết tìm ra thôi chứ không phải là phát minh ha. Này của Thượng Đế, của mọi người nha. Nhưng mà rất là nhanh. Đời đời kiếp kiếp nghiệp chướng gì cũng tiêu hết, tiêu lập tức, tiêu liền. Nhất định là phải thành công thôi. Không có cách gì mà không thành công hết. Những người nào mà tu pháp môn quan âm mà họ không thành Phật là cái chuyện nó không thể có được. Không thể có được. Chắc chắn cũng như anh nói bây giờ anh đem 2 cục kẹo, anh để gần 2 cục kẹo mà anh nói cái này không thể nào thành số 4 được là cái đó không thể có được. Cũng giống như tu pháp quan âm cũng như vậy. Không thể nào không thành công, không thể nào không tiến hóa tâm linh, không thể nào không khai ngộ được cả. Rồi, vậy là tốt, anh biết được là tốt.